Theo quy định mới của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc điều chỉnh mức lương cơ sở 1.150.000 đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 sẽ là căn cứ để tính mức đóng bảo hiểm y tế của một số đối tượng và là căn cứ để tính mức hưởng bảo hiểm y tế. Theo đó, thì mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn trong phạm vi được hưởng theo đối tượng không quá 46 triệu đồng, tương đương với 40 tháng lương tối thiểu. Ngoài ra, người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh đúng quy định có tổng chi phí một lần khám chữa bệnh thấp hơn 172.500 đồng, 15% mức lương tối thiểu thì không phải thực hiện cùng chi trả. Mức đóng bảo hiểm y tế của một số nhóm đối tượng như người lao động làm việc tại khu vực hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, học sinh, sinh viên, hộ gia đình cũng được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới này.